chị đi coi nhìn chị đi xem. Giấy hơi bị ướt. Cắt giấy ngọt luôn. Là dao con này, con dao thái này. Đây là con dao gọt cắt lóc các thứ đây. Mực cắt thì ok luôn nha, cái viện nhiều tí nha. Đây là mỗi nay có một đồng chí ở bên Việt Nam, chị bạn ở bên Việt Nam qua em mới gửi qua được review cho chị của chị xem thực tế nha. Dao cắt dãy mà như kiểu là cắt chuỗi này. Về thể sắc thì gần như là tương đương với dao của Nhật luôn. Vì đã mài là em mang ở bên Nhật về để mài. Đã trung tính. Chào anh chị cô chú nha, em hôm nay vừa review trên Facebook và TikTok cho các anh chị của chú xem cái bộ dao này em làm. Thì khi nhận hàng, khi quý vị nhận hàng thì hôm nay thì em cũng có người Việt Nam qua nên em gửi cầm qua luôn cho tiện. Đấy, thì dao bên em thì bộ ba dao bóng gương nó sẽ như thế này. Đấy, có khắc tên logo thương hiệu của bên em và cái QR của bên em. Nếu quý khách có yêu cầu là khắc theo yêu cầu của khách thì bên em khắc, còn nếu không thì em sẽ để bình thường là để thương hiệu tên dao, cũng các thương hiệu bên khác đang làm mà các đang bán là như kiểu dao Tâm Mao hay là dao gì đó bán thì cũng bộ dao như vậy cũng bán trên 700.000, còn nên em thì giá xuất xưởng công khai bộ bao như dao ba dao như này thì bán chưa hay 400.000, 380.000, và bộ bốn dao không bóng gương thì 350.000. Nhận ra thì quý vị thấy là có cover để bọc cái lưỡi tránh bị đứt tay lúc mở ra hoặc là lúc vận chuyển nó bị rách hộp. Thì còn ba dao gỗ thì bằng gỗ trắc có tiện. Đấy, và trên đầu thì có chuôi mạ đồng mạ vàng này. Đấy, đồng vàng và có dán bằng keo cứng như đá luôn. Khi nào dao hỏng thì cán mới hỏng ấy. Chứ không có chuyện cán hỏng trước nên quý vị yên tâm khi sử dụng nhé. Đấy, cái độ sắc thì em vừa mới test trên Facebook cho anh chị của chú xem là cắt chuỗi giấy như cắt chuỗi luôn, cắt như kiểu dao Nhật luôn. Còn chặt thì em vừa chặt review xong này, thì em sẽ tí em sẽ chặt nốt phần còn lại cho quý vị cho chú xem. Cắt thì rất là ngọt, gà thì gà đông lạnh em mới mua siêu thị về mới rửa qua cắt thì còn đá chảy này. Đó. Cắt còn đá rất là cắt thì miệng thái thì rất là ngọt. Quý vị có nhu cầu mua dao làm cỗ là có dao trưng bày, có bên em có sản xuất dao theo yêu cầu của khách nhé. Thì dao này là dao chặt gà vịt, còn dao mà dao chặt xương ống và cái đầu thủ á, thì sẽ là một cái con dao khác, có nặng là 1,1 kg và giá là 350.000. Đấy, bên em bao ship luôn trong dịp này. Đấy thì dao này thì quý vị đưa đi làm cỗ hay là đưa đi đâu thì không sợ bị mất vì có khắc tên lên rồi. Ví dụ khắc tên em thì trong làng quý vị chắc cũng một vài người muốn của em hoặc là cũng một mình quý vị mua của em là chính, thì cái gì cũng không thể mất được. Mà ngoài ra em khắc tên theo cầu của anh chị thì em khắc tên anh chị lên đây thì đưa đi làm cỗ không thể nào sợ mà mất được. Ông nào mất về có trà 3 ngày 3 đêm chẳng mất được cái tên này vào để mời đâu. Nhưng mà đã có QR này, đọc QR này ra Facebook của em luôn nhé. Đó. Thì giá là 380.000 bộ này Việt Nam. Thì em sẽ review một tí phần chặt cho anh chị của chú xem nhé. Em vừa review qua anh chị của chú xem mấy đường chặt mà nó rất là ngọt lịm. Nếu quý vị có nhu cầu mua dao thì liên hệ em nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.